chị Đỗ Thị Tâm cho thầy giáo mình bị đau khớp cổ tay, vậy mình có phải ngưng tập luyện yoga hay không? Thế thì trước tiên đau khớp cổ tay thì chị sẽ bị hạn chế các vấn đề liên quan đến chống đúng không? Hoặc trụ lực. Có rất nhiều các giải pháp khác nhau tùy cấp độ đau của mình, thì mình có thể sử dụng các dụng cụ là bó cổ tay để hỗ trợ, hoặc chúng ta lựa chọn những cái bài tập yoga mà nó không có nhiều động tác liên quan đến cổ tay, nó chống tay chẳng hạn, nó ít thôi. Hoặc trên kênh YouTube của mình có chia sẻ full một cái bộ tập ngay trên ghế. Thì tất nhiên tập trên ghế có dùng gì cổ tay đâu đúng không? Không phải trụ lực, nên có vô số các bài tập khác nhau, nên chị không cần phải ngưng tập luyện yoga, mà chúng ta ngưng những cái bài tập nào đó mà nó gây ra sự cản trở quá lớn đến với cái vị trí, cái cơ mà chúng ta đang có, và chúng ta lựa chọn những bài tập khác nó phù hợp hơn. Thì hy vọng cái câu trả lời này sẽ phù hợp bạn với chị. Chị vào kênh YouTube của Kim Ba, chị gõ chữ yoga ghế, ghế cộng chữ Đặng Kim Ba, cứ vào YouTube gõ ghế Đặng Kim Ba ra thì sẽ ra những cái bài tập yoga ngay trên ghế để chị có thể tập luyện mà không ảnh hưởng đến cổ tay của mình. Thì chị có thể tập luyện ở tại nhà. Phần lớn những bài tập mà mình chia sẻ trên kênh YouTube khá là dễ tập. Các bạn thì quan sát cái điểm chung của nó, đó là dễ tập, tại vì mình thiên hướng đến những cái tiêu chuẩn trong quá trình tập luyện, đó là đơn giản, dễ tập. Cái gì đơn giản thôi, cuộc sống không phải những cái bài tập khó làm gì cả. Bài tập khó là dành cho những người mà nó người mà họ khỏe rồi, còn mình chỉ đơn giản làm sao nâng cao sức khỏe của mình thôi. Thì mình rất là thích những bài tập đơn giản mang tính lặp đi lặp lại, nó sẽ tạo hiệu quả rất là cao. Quan trọng là tính lặp đi lặp lại nhé. Hy vọng câu trả lời vừa rồi sẽ giúp ích cho chị Đỗ Thị Tâm.